Có thể các bạn chỉ biết hoặc không để ý thì hiện tại team Instagram Yomio bọn mình không làm việc trên cùng một thành phố, mà trên thực tế cách nhau khoảng đâu đó 300 km với hai studio riêng. Hiện tại bọn mình đang có 3 kênh Instagram, Yomio Game và Yomio Comic. Trong quá trình làm việc này, cũng giống rất nhiều team sản xuất nội dung quy mô nhỏ khác, là bên mình phát sinh một số vấn đề liên quan đến việc lưu trữ và trao đổi các file chụp, quay, edit video, đặc biệt là vấn đề trao đổi file. Hiện tại thì bên mình đang có dùng Google Drive 200GB cho việc này. Rõ ràng thì nó vẫn ổn và mình vẫn có thể vận hành công việc một cách bình thường. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng, nó cũng phát sinh một số vấn đề. Đầu tiên, đó chính là dung lượng tối đa của một tài khoản Google Drive cá nhân. Nếu như sau này bọn mình có dùng Mac dùng tối đa thì đâu đó chỉ khoảng tầm 2TB. Cơ bản thì nó vẫn đủ để trao đổi file. Tuy nhiên, để lưu trữ dữ liệu lâu dài thì không đủ và bọn mình sẽ phải xóa file đi để ưu tiên cho các file dữ liệu quan trọng. Yếu tố thứ hai đó chính là về giao diện của Google Drive. Theo mình thấy, nó dễ dùng nhưng không quá thân thiện với tất cả mọi người và đôi lúc tìm file rất khổ và rất khó. Yếu tố thứ ba đó chính là tốc độ up và tải của nó công nhận khá nhanh nhưng nó bị vấn đề là việc xử lý file lúc up lên. Ví dụ như mình up file video lên và muốn preview thì phải đợi một lúc mới xem được. Hay một lúc tải nhiều file về thì Drive sẽ mất thời gian nén, khá là khó chịu. Như mình đã nói, những vấn đề trên vẫn có thể chấp nhận được và nó chỉ là tăng thời gian xử lý công việc của mình thêm một chút mà thôi. Cũng khá may mắn là mới gần đây thì bên Synology đã gửi cho mình một email và đề xuất mình trải nghiệm sản phẩm ổ cứng mạng NAS của họ. Về Synology và NAS thì chắc các bạn biết rồi, đây là đơn vị cung cấp thiết bị NAS hay là NAS khá nổi tiếng trên thế giới. Còn NAS thì có thể hiểu đơn giản là một cỗ mini PC để cắm ổ cứng, sau đó chia sẻ bộ nhớ đó trên mạng. Đại khái như một dạng dịch vụ lưu trữ cloud cho riêng bạn. Mình cũng đã chia sẻ 3 vấn đề mình đang gặp với cả Google Drive cho Synology và họ đã tư vấn cho mình sử dụng thiết bị NAS Synology DS723 Plus với 2 cắm HDD. Và sau khoảng 1 tuần trải nghiệm, đúng thiết bị này đã khắc phục được gần như triệt để các vấn đề bên mình đang gặp với cả Google Drive. Nói một chút phần cài đặt đi. Đây là lần đầu tiên bọn mình sử dụng thiết bị NAS, trước đó đã có nghe qua nhiều rồi nhưng mà cũng không ngờ setup của nó lại đơn giản như vậy. Tất tần tật mọi khâu từ lắp đặt, setup ổ, setup tài khoản, setup DDNS chỉ mất khoảng đâu đó 2 tiếng là cả team bọn mình có thể sử dụng bình thường. Bây giờ thì nói chi tiết hơn về việc tại sao NAS có thể khắc phục được những cái vấn đề mình đang gặp với cả Google Drive. Đầu tiên là về mặt dung lượng. Ở đây mình cũng đang sử dụng ổ HDD của Synology, tổng 2 ổ là hơn 7TB. Dòng DS723 Plus này có 2 ổ có thể cắm tối đa lên tới 18TB và dùng thêm một thiết bị mở rộng nữa thì có thể lên tới tối đa là 90TB. Nhưng hiện tại với nhu cầu mình như này đã tương đối ổn rồi. Nói một chút mà chi phí thì 2TB Google Drive sẽ lấy của bạn đâu đó khoảng 2,2 triệu trên một năm. Tính 7TB khoảng 3 lần đi thì tầm 8 triệu một năm. Bộ NAS này tổng đầu tư ban đầu có giá đâu đó khoảng 12 triệu cho thiết bị NAS, 4 triệu cho 2 ổ cứng, tổng khoảng 16 triệu. Quy đổi nhanh sang Google Drive thì khoảng 2 năm. Về mặt kinh tế thì nó thật là bên nào cũng chẳng hơn bên nào cả. Drive thì các bạn có thể dàn tiền ra chi trả qua 3 năm, không phải trả một cục, nhưng sẽ phải tiếp tục trả năm thứ 4 và thứ 5. NAS thì các bạn sẽ phải trả một cục tiền đầu tư ban đầu, nhưng có thể nâng cấp thêm về lâu về dài. Nếu lên đủ thì sau 3 năm các bạn sẽ phải thay mới hoặc bảo trì thiết bị khấu hao này nọ. Nhưng nếu may mắn thì thiết bị các bạn có thể sử dụng được 5-7 năm là bình thường. Về các bạn, nếu để ai đó nói NAS và Google Drive hơn thua nhau về mặt kinh tế, nếu xét về mặt dung lượng thì mình nghĩ cũng rất khó. Chỉ có cái là NAS có dung lượng có thể mở rộng lớn hơn mà thôi. Rồi đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai mà mình nói là về mặt giao diện. Như mình đã nói, DS723 Plus là một cỗ mini PC nên nó sẽ có hệ điều hành. Và ở đây, họ sử dụng đặt tên là DSM, sử dụng nhân Linux. Phải nói rằng, việc sử dụng nó thực sự rất trực quan, không khác gì các bạn sử dụng thiết bị Windows. Nhưng được cái là nó nhẹ và có thể truy cập từ trình duyệt web một cách dễ dàng. Thao tác sử dụng up file rồi kéo thả chuyển file giữa các thư mục cực kỳ quen thuộc, cực kỳ dễ dàng và thân thiện hơn Google Drive rất nhiều. Ngoài ra thì nó có sẵn một vài phần mềm được gọi là package để các bạn có thể cài đặt thêm. Có nhiều tính năng, nhiều ứng dụng khác mà bọn mình vẫn chưa có thời gian để vòng vạch hết được. Nhưng nói chung, việc thao tác trên hệ điều hành này thực sự rất mượt và mọi thao tác up file, truy cập vào file của bọn mình rất trực quan. Yếu tố thứ ba cũng là cuối cùng, đó là mặt tốc độ và khả năng preview. Lúc đầu thì không biết, mình sử dụng tính năng Quick Connect, tức là dạng DSM, nó sẽ tạo ra một đường link nhanh để các bạn để truy cập vào NAS này online, trực tuyến từ bất kỳ đâu. Nhưng tốc độ up và tải của nó cực kỳ chậm, chỉ khoảng 1-2 MB trên giây mà thôi. Nhưng sau đó thì có tìm hiểu thêm, thì các bạn sẽ cần phải cấu hình DDNS. Hướng dẫn có trên mạng cũng khá trực quan và tương đối nhiều. Sau khi cấu hình tính năng này, và nó hoàn toàn miễn phí nhé, các bạn sẽ có một đường link để truy cập vào NAS và thao tác trên đó từ bất kỳ đâu, từ cơ quan, quán cà phê hay là đi du lịch đều có thể truy cập đường link đó và thao tác xử lý file ở trên cái hệ thống NAS của các bạn.
Lúc này, tốc độ tải app của mình đã lên được loanh quanh 20 MB/s, tức là ngang ngửa với cả Google Drive mà bọn mình đang sử dụng với hạ tầng mạng cũng như là gói mạng bọn mình đang dùng ở đây. Cái này có thể tăng lên hoặc hạ xuống tùy thuộc vào hạ tầng hay thiết bị mạng của bạn. Nhưng theo như mình thấy thì như vậy đã khá ổn với cả nhu cầu mình rồi, miễn sao là tốc độ của nó ngang ngửa với cả Google Drive, mình thấy đấy là ổn. Những cái điểm hay của phần mềm này cũng như hệ điều hành này đó chính là việc preview file của nó sau khi up lên không cần phải chờ xử lý, có thể vào gần như xem luôn, xem đâu là video các bạn cần tải về luôn. Hay khi tải nhiều file về, các bạn có thể chuột phải vào file sau đó bấm tải về luôn, phản hồi rất nhanh, không như Drive sẽ phải qua một bước quét virus và xử lý một lúc thì mới thể tải file được. Về cơ bản thì ba nhược điểm của Google Drive mà mình gặp phải, thiết bị NAS của Synology đều có thể dễ dàng khắc phục được. Mình không nói nó ưu việt hơn cả Google Drive, tuy nhiên đối với trường hợp cụ thể như đối với nhu cầu của mình, nó mang tới nhiều lợi ích hơn và tối ưu quy trình làm việc của mình hơn. Theo như mình thấy, đây là một thiết bị phù hợp với một team có nhu cầu như sau. Đầu tiên là một team nhỏ, cần trao đổi dữ liệu một cách nhanh chóng cũng như lưu trữ một số dữ liệu quan trọng để sử dụng lâu dài. Về phần trao đổi thì mình chia sẻ rồi, nó đáp ứng rất tốt nhu cầu đó của mình, phục vụ cho việc sản xuất các nội dung trên mạng xã hội. Còn về mặt lưu trữ, qua tìm hiểu thì NAS của Synology cũng được trang bị khá nhiều công nghệ bảo mật để bảo đảm dữ liệu các bạn về lâu về dài. Mình cũng chưa có thời gian trải nghiệm nhiều phần này do không có nhu cầu cho lắm, nên cũng chưa thể đánh giá chi tiết được, vì hầu hết các nội dung lưu trữ của mình đều không quá quan trọng đến độ sống còn của doanh nghiệp, đều có thể thay thế hoặc tạo lại được. Và cũng phải nói thêm là việc trao đổi file và lưu trữ chung này nên là giữa nhiều người dùng với nhau, và với dung lượng lớn thì mới tận dụng được NAS, chứ còn đối với cá nhân thì mình nghĩ rằng các giải pháp như Cloud, Google Drive vẫn là kinh tế và hợp lý hơn. Và một điểm hay ho nữa, nho nhỏ thôi nhưng nó tối ưu rất tốt quy trình làm việc bọn mình, đó chính là bọn mình cũng sử dụng tính năng sync file giữa PC của từng cá nhân và ổ NAS. Ví dụ thế này, tức là khi bạn design bên mình làm việc xong chẳng hạn, lưu file vào trong ổ PC của bạn ấy là nó sẽ tự động đồng bộ lên NAS. Bạn editor cần sử dụng tài nguyên thì tương tự truy cập vào ổ PC được đồng bộ với NAS của bạn ấy ở PC của bạn là có thể copy file về và sử dụng xong, không cần phải gửi link hay share file lằng nhằng. Nhìn chung, đối với môi trường làm việc nhóm nhỏ như bọn mình, còn quá nhiều tính năng khác của NAS có thể khai thác và tối ưu hơn quy trình làm việc của mình. Trên đây, bọn mình mới chia sẻ cách mà bọn mình sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu, sử dụng lại nhiều lần cũng như trao đổi file mà thôi. Trong một video tiếp theo thì mình chia sẻ cách mà bọn mình giải trí với NAS, bọn mình sử dụng file lâu dài hơn với NAS và nó đã giúp bọn mình cải thiện quá trình làm việc, tiết kiệm thời gian rất nhiều. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn về khả năng trao đổi file của NAS, cách nó khắc phục những điểm yếu của Google Drive mà mình đã ứng dụng vào trong team Instagram. Nếu như các bạn thích video này đừng quên bấm like, share và ký kênh Instagram của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.